Em tên là Nguyễn Phi Hùng, xin chào hết khán giả trên kênh của anh Thành Nguyên, cũng tìm người thân thì em cũng mong rằng là Thành Nguyên để giúp đỡ cho bà con và để tìm ra một cái gốc của không kể gì tiếng em mà tất cả trên mọi miền đất nước. Em cũng chân thành là rất cảm ơn. Dạ. Rồi như vậy là anh là anh Nguyễn Phi Hùng. À, ngày hôm nay anh tìm ai đây? Dạ, em tìm quê ngoại của em. À, quê ngoại có nghĩa là quê ngoại của mẹ anh đó Dạ, đúng rồi. ha. Vâng. Rồi cho em hỏi là mẹ anh tên gì ạ? Mẹ em là Lê Thị Trúc. Lê Thị Trút à? Dạ, đúng rồi. Dạ. Còn ba thì sao anh? Dạ, ba của Lê Thị Trúc đó là Lê Văn Nhơn. À là ông ngoại. Dạ, ông ngoại. Ông ngoại là Lê Văn Nhân. Dạ đúng rồi, Còn bà ngoại bà ạ? ngoại là Nguyễn Thị Trung. À? À dạ, rồi anh có nhớ cái năm sinh không? Năm sinh của bà mẹ của em là 1937. Dạ. Còn ông ngoại bà ngoại thì chắc không nhớ nhỉ? Dạ, đúng rồi, dạ đúng rồi. Vâng, rồi cái câu chuyện nó như thế nào bây giờ anh kể tình thử từ đầu đến cuối cho Thành Nguyên nghe nào. Dạ. Tức là bà mẹ của em là Lê Thị Trúc đó là bà bỏ đi trước năm 60, tức là biết bà nói với anh em là bà ở chợ Đà Lạt cũ. Dạ, là bỏ ra Quảng Ngãi thì với gặp ông già đó, mà đang khi ra Quảng Ngãi á thì có phía bà ngoại ông ngoại có ra Quảng Ngãi ga Phú Diêu cũ hồi xưa tìm. Nhưng bà mẹ biết, bà mẹ là Lê Thị Trúc có biết nhưng mà không ra mặt. À, có nghĩa là hồi đó đó là ông bà ngoại có đi ra Quảng Ngãi để mà đi tìm. Nhưng mà mẹ của anh là bà Lê Thị Trút lại không có ra mặt, không có chịu đi về đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ cái thứ hai nữa hồi báo nguyên nhân bà đi là chắc nguyên nhân đi thì mình không rõ lắm. Nhưng mà bà có lấy một ít vàng đó À. bà đi. Dạ, ít dạng mới đi rồi ra, nói chung là hồi đó nó khổ quá là ba biết ra tìm nhưng mà không ra mặt. Thì trong khi đó là hồi ba còn sống đó, thì ba hứa là ba kia thôi để ba đi lại vô trong trong quê ngoại là quê mẹ của bà của bà già đó là dẫn con rồi vô lại, nhưng mà cái đầu ba ngã bệnh cái đầu ba mất. Và cái thông tin mà ông bà ngoại đi tìm mẹ anh ấy là năm bao nhiêu anh? Dạ cái đó không không rõ lắm anh. Không không rõ. Dạ, đúng Thế là rồi, cái không rõ câu lắm. chuyện đó là ai kể lại cho anh? Mẹ. Tức là bà già kể lại. À, vậy là mẹ anh bỏ đi trước năm 60 và có lấy Dạ. vàng. Nhưng mà cái vàng này là của gia đình hay là của ai anh? Bây giờ em cũng không rõ lắm nên anh nghe nói là lấy vàng đi thôi chứ mà em cũng không rõ lắm. Vâng. Rồi cái hồi đó là quê của mẹ anh với ông bà ngoại là ở chợ Đà Lạt cũ đúng không ạ? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Lúc này Ngay Thành chỗ Nguyên có nghe vậy. dạ đúng rồi, ngay chỗ Bùi Thị Xuân đó. Gần Bùi Thị Xuân đó. Đường Bùi Thị Xuân. Dạ, đúng rồi, gần Bùi Thị Xuân. À, gần Bùi Thị Xuân nhưng mà cái Bùi Thị Xuân này là đường hay là cái công viên hay là Dạ, gì? cái đường anh, cái đường. À, Bùi Thị Xuân già rồi. Trước năm 60 là mẹ anh có bỏ đi Quảng Ngãi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi lập gia đình ở đó luôn. Dạ đúng rồi. Chỉ hơi tiếc cái là mẹ anh lại không cho anh biết là ông bà ngoại hồi đó đi tìm vào năm bao nhiêu nhỉ? Dạ đúng rồi anh. Bởi vì nếu như ông bà ngoại mà đi tìm ấy, chắc chắn là sẽ kể lại cho những người chị em hay là con cháu nghe. Biết đâu đó mọi người lại có cái ký ức nào đó. Không biết là ngoài mẹ anh ra đó thì có anh chị em nào nữa không? Dạ, tức là bà già bà nói là em chỉ nhớ mẹ 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 thôi, kể lại mấy chị gái rồi đó. Nhớ mẹ mẹ thôi là Dân Anh, Dân Em, Hường, Hường Trúc là bà đó. Mấy cái tên đó là mấy bà chị gái á, là bà nhớ bà mẹ thôi, là vừa rồi là có giỗ đó, chị bốn á là nói cái thôi để bây giờ trong cái ngày giỗ đó là em hứa là em đợt này em hứa là em sẽ tìm, mà có được hay không á
là cũng phải tìm. Ừ. Dạ em hứa trong cái bằng này mình dẫn. Có nghĩa là trong các anh chị em của mẹ anh đó thì là có Giang anh, Giang em, rồi Hường, rồi đến mẹ anh là Chút. Dạ đúng rồi, đúng rồi, Dạ. chắc chắn là ông bà ngoại á là Lê Văn Nhơn, là bà ngoại á là Nguyễn Thị Trung. Dạ. Vậy là anh vẫn có cái tâm hình của mẹ anh đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em đang cầm theo đây, À. em đang cầm Nằm theo trên cái chứng bánh. minh, cái chứng minh cũ. Dạ đúng rồi, Rồi. dạ chứng minh cũ hồi xưa em đang cầm theo. Rồi, Đó ok là em, là em đang đi làm bây giờ, em hiện nay là em ở Malawi. anh. Dạ. Rồi bây giờ Thành Nguyên sẽ tóm tắt sơ lược về câu chuyện mà anh Nguyễn Thủy Hùng chia sẻ cho Thành Nguyên nghe hôm ngày hôm nay nhá. Dạ, anh Nguyễn Thủy Hùng tìm họ hàng bên ngoài là có mẹ là Lê Thị Chút sinh 1937. Ông ngoại là Lê Văn Nhơn, bà ngoại là Nguyễn Thị Trung. Dạ Ngày đúng xưa rồi. là ở gần đường Bùi Thị Xuân, chợ Đà Lạt cũ. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì ngoài năm 60 đó thì mẹ của anh có bỏ đi và trước khi đi thì có lấy một số vàng rồi đi về Quảng Ngãi và sinh sống làm việc ở đó. Đó, sau đó một thời gian không biết là bao lâu thì ông bà ngoại có đi ra đó để mà tìm mẹ anh đó. Thì mẹ anh biết đó nhưng mà không có ra để mà nhận. Rồi Dạ giống đúng như rồi. mẹ là cố tình trốn luôn á. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhà. Ừ. Thì cái hồi đó là ở ga Phú Diên đúng không anh? Ra Phú Diêu. Phú Diêu à? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhà, ga Phú Diêu để đi tìm. Nhà. Trong các anh chị em của mẹ anh đó thì là có Giang anh, Giang em, rồi tên Hường, rồi mẹ của anh ấy thì là Chút là cuối cùng. Dạ đúng rồi. Thành Nguyên nghĩ nếu như mà ông bà ngoại bây giờ mà đang còn khỏe đó, còn nếu không thì có anh em, con cháu trong gia đình mà có Dạ nghe dạ. nghe ông bà ngoại về kể lại cái hành Dạ. trình mà đi tìm mẹ của anh ấy, thì Thành Nguyên chắc chắn rằng là mọi người sẽ hình dung ra được cái câu chuyện này. Dạ 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 dạ. Cũng hy vọng là anh Hùng sẽ có duyên khi mà Dạ. Thành Nguyên đăng tải câu chuyện này lên. Dạ. Mặc dù thì cái thông tin cũng không có nhiều nhưng mà có tên của ông bà ngoại, rồi tên của mẹ anh, rồi đi ra chỗ cái ga Phú Diêu, Quảng Ngãi để mà đi tìm vào cái năm nào đó thì chắc là người trong nhà sẽ có một cái ký ức nào đó sẽ nhớ lại. Rồi ok anh, thì Thành Nguyên cứ ghi nhận ở đây, rồi nếu như có thông tin nào đó về họ hàng bên ngoài của anh thì Thành Nguyên sẽ cho anh Hùng hay sau. Dạ, cái thứ hai nữa là em cảm ơn chương trình của anh Thành Nguyên. Nếu mà Thành Nguyên mà tìm được quê ngoại của bà già và quê ngoại của em, là em sẽ hứa là em sẽ hậu tạ 20 triệu. Dạ, trước tiên là em cảm ơn kênh của Thành Nguyên và kênh của Thành Nguyên để giúp cho bà con để tìm được cái người thân trong cả nước đây. Rất là cảm ơn kênh của Thành Nguyên. Rồi, ok anh, thì Thành Nguyên cũng hy vọng thôi, cũng hy vọng là những cái điều mà anh chia sẻ ngày hôm nay sẽ có cô chú, ông bà, anh chị nào đó trên cộng đồng đó dành thời gian ra rồi đi tìm hiểu dùm cho anh. Là có sao đó thì em sẽ thông tin ha anh ha. Và anh Hùng sẽ thay mặt cho gia đình cảm tạ cô chú anh chị nào trên cộng đồng nếu như ai đó có được cái thông tin của bên ngoài anh là 20 triệu đồng. Rồi ok anh, Thành Nguyên cũng chúc cho anh Hùng thật là nhiều may mắn, sức khỏe cũng như là sớm được bên ngoài của mình hồi đáp lại sớm cho anh. Dạ rồi, cảm ơn kênh thành viên. Rồi có gì anh Hùng chụp về cái hình chứng minh gửi qua giùm cho em với nhé. Dạ rồi. Anh Thành Nguyên ơi, có cần viết gì nữa không? Anh Thành Nguyên chỉ cần chụp tấm hình này gửi qua thôi, Chỉ anh cần Thành chụp Nguyên. gửi qua đây cho em được rồi. Dạ rồi rồi rồi, để em chụp cái để em gửi qua cho anh ha. Ok Rồi Thành em Nguyên chào anh chào nha. kênh Thành Nguyên. Dạ rồi. Dạ 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 dạ